Đây là lời tiên tri Chúa. Lời Chúa dắt con sứ Môsê. Israel vốn là một cây nho xung xê, trái cây mặc dù già phong phú, nhưng trái cây càng nhiều, chúng càng hiện ra các bàn thờ đỏ. Đất nước càng giàu sang, chúng càng làm nên những cột thần lộng lẫy. Chúng là thứ người lầm dạ, lòng một dạ hai, rồi đây chúng sẽ phải đền tội. Bàn thờ của chúng Đức Chúa sẽ đập tan, còn thờ bây giờ chúng lại nói chúng tôi không có vua vì Đức Chúa chúng còn không kính sợ, thì nếu có vua liệu ông làm gì cho chúng? Thế là Samari tin tưởng vua của nó tự hộ mạnh mẽ tôi dạy trên mặt nước, các nơi cao của Aven bị phá hủy, đó là bọn núi sen gai góc sẽ leo lên các bàn thờ của họ. Bây giờ chúng sẽ nói với núi đồi phủ lấp chúng tôi đi, và với ông bò hãy đổ xuống trên chúng tôi, hãy gieo công trình rồi sẽ gặt được tình thương, hãy nay mở các hoa. Đây là lời tiên tri Đức Chúa. Cho đến khi người đến là đưa công trình trên các nơi đưa xin cho cơn dịch bền màu chấm dứt.
Đang ngâm cần nâng đỡ.